Sau thời gian im ắng, Hồ Văn Cường được doanh nhân Đức Thụy và ca sĩ Ngọc Sơn Nhận đỡ đầu trên con đường nghệ thuật. Sự trở lại của ca sĩ nhí được người hâm mộ đón nhận và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp. Mới đây, danh ca Ngọc Sơn tiết lộ, show diễn ngày 4 tháng 1 của Hồ Văn Cường được ký hợp đồng riêng với mức cát-xê lên tới 200 triệu đồng. Phía Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Sắp tới, Cường sẽ còn xuất hiện trong nhiều show diễn khác, đi hát mà không cần kèm theo tên của ai cả. Ngoài ra, danh ca Ngọc Sơn cũng hết lòng chỉ dạy cho Hồ Văn Cường về cách phát âm, nhả chữ, cũng như phong cách biểu diễn. Thông tin về khoản cát-xê khủng này gây xôn xao cho cộng đồng mạng. Đồng thời, nhiều fan hâm mộ cũng đón đợi nam ca sĩ trong những show diễn tiếp theo. Tối ngày 13 tháng 1, một đoạn clip danh ca Ngọc Sơn hướng dẫn Hồ Văn Cường phát âm được chia sẻ khiến dân tình thích thú. Được biết, buổi tập luyện này chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Cường tại Hà Nội và Ninh Bình vào ngày 26 đến 27 Tết sắp tới. Trong video, Hồ Văn Cường mắc lỗi sai khi phát âm từ trong vắt thành trong vách. Ca sĩ Ngọc Sơn tận tình chỉ dẫn Cường phát âm lặp đi lặp lại từ này. Thái độ kiên nhẫn và lời động viên của nam danh ca đối với hậu bối khiến khán giả hết lời khen ngợi. Nhìn thấy anh ba Ngọc Sơn vui vẻ, tận tình dạy dỗ bé Cường thế này thật là cảm động, ấm lòng lắm ạ. Em chúc anh ba Ngọc Sơn, anh Bầu Thụy và bé Cường tất cả những gì tốt đẹp nhất. Hai bác cháu yêu quá, yêu tất cả những người lương thiện có tấm lòng nhân hậu, yêu quý cháu Cường. Trước đó, lùm xùm của Hồ Văn Cường với quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung khiến dư luận một phen xôn xao. Trải qua nhiều biến cố, nam ca sĩ hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước dư luận, cũng không hoạt động trên mạng xã hội. Dù dư luận lời ra tiếng vào, nhưng nam danh ca Ngọc Sơn vẫn giang tay hỗ trợ Hồ Văn Cường hết mình. Ngọc Sơn cũng khẳng định sẽ giúp Hồ Văn Cường sống trên đôi chân của mình. Trước đó, vào đầu năm 2022, Ngọc Sơn và Bầu Thụy chính thức tuyên bố nâng đỡ Hồ Văn Cường trong sự nghiệp ca hát, lẫn giúp đỡ trong cuộc sống. Theo đó, đoạn clip danh ca Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường ca hát với sự góp mặt của Bầu Thụy nhận được nhiều sự quan tâm. Trong video, cả hai gây chú ý với giọng ca nội lực và đầy cảm xúc. Thực chất, đây là kết quả của quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ của Hồ Văn Cường dưới sự chỉ dẫn tận tình của danh ca Ngọc Sơn. Suốt những tháng qua, nam danh ca kỳ cựu thường giúp Hồ Văn Cường luyện giọng hát từ cách phát âm, lấy hơi đến lối luyến lái. Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ, Hồ Văn Cường là một giọng ca có âm sắc đẹp và lạ, rất tốt. Vấn đề là phát âm, đây là chuyện rất quan trọng của một ca sĩ. Đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn không ngại chia sẻ các bí quyết ca hát và làm nghề với đàn em trẻ tuổi, hy vọng em sẽ tiến bộ và vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp âm nhạc phía trước. Danh ca Ngọc Sơn còn khẳng định, Hồ Văn Cường hoàn toàn có thể được đào tạo tốt lên, với điều kiện là em ấy phải chăm chỉ. Tôi cũng không quên dạy em ấy cách đối nhân xử thế, hiếu thảo, biết ơn, tôn sư trọng đạo. Tôi không dám hứa nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Hồ Văn Cường. Về phía Bầu Thụy, ông cũng cho rằng Hồ Văn Cường cần học hỏi rất nhiều, không chỉ về ca hát mà còn ở thái độ sống. Theo Bầu Thụy, Hồ Văn Cường nên biết thái độ cư xử rõ ràng, không được để những vấn đề riêng tư đi quá xa ảnh hưởng đến chuyên môn âm nhạc. Các bạn nghĩ sao về sự dạy bảo tận tình của danh ca Ngọc Sơn dành cho Hồ Văn Cường? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.